xuân hương, còn lô xuân hương này nè, nằm bên thế ổn định hết rồi, xanh mướt này, có từ 20 đến 30 cm. Này vô thép đúng bề, rất đẹp, hình lam, rất mạnh mẽ, xuân hương. Cái này là vô bịch, vô kẽm là đúng bề luôn. Vô lưu anh em nghe, anh em thích thì ebook mình sẽ cho số lượng, anh em nói là nhiều thì giá sẽ êm đềm hơn. Cái mẫu này, cái này cái 30 xăng. Mình được đòi nấu này, vô kẽm không sắc đẹp, thích nói mình nha.